thưa quý vị và tất cả các bạn, ngoài các cái tác phẩm cây cảnh tầm trung và cơ đại được trưng bày tại triển lãm Phúc Yên thì còn có một cái khu trưng bày các cái tác phẩm bonsai mini. Thì bây giờ tôi sẽ đưa quý vị và tất cả các bạn đến để chiêm ngưỡng. Nhưng đây là một tác phẩm rất đẹp, xanh tăm đa của nhà vườn Mạnh Hùng, Ninh Giang, Hải Dương. Tôi đi qua và thấy nó quá đẹp nên tôi muốn ghi hình cho quý vị bạn chiêm ngưỡng. Bể cực già và nhũn, cao chừng 1m3, 1m4. Wow, đây có một cái tác phẩm cũng khá đẹp của nhà vườn Tiến Luật, cũng là tại Ninh Giang, Hải Dương. Khá nghệ thuật và đặc biệt là có cái bệ cực nhũn. Tác phẩm có tên Tòa Tháp Đôi, rất đặc biệt. Vâng, đây là khu trưng bày triển lãm các cái tác phẩm bonsai mini. Tôi sẽ quay lướt nhanh. Phúc Yên chuẩn bị rất là công phu, tạo phông nền cho rất là nhiều cái tác phẩm, tạo phông nền để khi quý khách tham quan chụp ảnh thì tác phẩm có một cái phông tạo dáng rất đẹp. Rất nhiều tác phẩm tại đây. Cái dối mini. Tôi được nhìn thấy một cái tác phẩm rất đặc biệt, cực kỳ đặc biệt. Đó chính là cái cây dâu tằm. Có lẽ tôi sẽ lấy cây dâu tằm này làm hình nền cho cái video thứ tư này. Chiếu thị sáng trực. Thank you.
sang. Của Nguyễn Đạo tặng Nguyễn Nghiệp. Đi tìm các cái tác phẩm đặc sắc để chiêm ngưỡng. Những cây dưới rất nghệ thuật. À, đây là cây hoa giấy. Đấy là sơn trà. Quen thuộc là của anh Lưu Trường Sơn. Vậy ít cái đồ lạ lạ này tí. Chắc chặt thế thôi, nhưng lại nói của chú nó được. Không hoa mỹ nhưng mà nó không có đồ vui tính, thấy chưa? Thưa quý vị các bạn, là còn rất nhiều tác phẩm mini đẹp tại triển lãm Phúc Yên. Tuy nhiên là bây giờ thì trời cũng hơi tối, vì thế mà tôi sẽ quay lướt. We'll be right back.
quý vị nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ để ủng hộ chúng tôi. Và xin dừng video tại đây. Hẹn quý vị các bạn trong video tiếp theo. Chân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi.